Nam Hàn cảnh giác cao trước khả năng Bắc Hàn thử nguyên tử, tin từ hãng Thành. Chính phủ Nam Hàn đang trong tình trạng cảnh giác cao và theo dõi khả năng Bắc Hàn thử nguyên tử. Tuần trước, Bắc Hàn cho biết họ sẽ tiếp tục phóng hỏa tiễn và thử nguyên tử nhắm mục tiêu vào Hoa Kỳ. Phát ngôn viên Bộ Thống nhất của Nam Hàn, ông Kim Hun-suk, trích dẫn lời Bộ trưởng Bộ Thống nhất, ông Yoo Wook-ik, cho biết mặc dù Nam Hàn đã quá quen thuộc với những lời đe dọa trống rỗng của Bắc Hàn, nhưng quốc gia vẫn cần phải thận trọng. Ông Kim nói thêm rằng, chính phủ sẽ tiếp tục thuyết phục Bắc Hàn ngừng các vụ phóng hỏa tiễn và thử nguyên tử. Nam Hàn và các nhà quan sát khác tin rằng Bắc Hàn về mặt kỹ thuật đã sẵn sàng cho một vụ thử nguyên tử lần thứ ba và quyết định này phụ thuộc vào nhà lãnh đạo Kim Chánh Ân, người đã ra lệnh phóng hỏa tiễn vào tháng 12 vừa qua, bất chấp các biện pháp chế tài của Liên Hiệp Quốc. Hôm qua, KCNA của Bắc Hàn đưa tin rằng nhà lãnh đạo Kim Chánh Ân tuyên bố sẽ thực hiện các biện pháp quan trọng của nhà nước, được xem như là báo hiệu cho một vụ thử nguyên tử. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nam Hàn hôm nay cho biết, cho tới nay, họ chưa thấy bất cứ điều gì cho thấy là vụ thử nguyên tử sẽ diễn ra.